Xin chào các bạn. Mời các bạn quay trở lại với kênh Tip Pro Kada. Lâu lắm rồi mình mới là quay lại làm YouTube. Vì mùa hè mà, mùa hè Kada thì rất chi là nhiều việc. Vừa làm hãng, vừa đi phủ hồ, vừa đi làm vườn, vừa đi chuyển nhà. Nên là việc rất chi là nhiều. Với là buổi tối về thì có em bé nữa. Có thêm em bé nên là không có thời gian để ra video. Và hôm nay là một ngày cuối mùa hè. Đây là ngày mùng tuần thứ hai của tháng 9 rồi. Nên là mình nói chung là bây giờ là buổi chiều rồi, cũng hơn 6 giờ rồi. Hơn 6 giờ tối rồi nhưng là trời mình còn nắng. Nói như đây là cũng là những ngày cuối mùa hè rồi. Những đầu mùa thu đó. Nên mình sẽ dẫn Alina đi. Có không Alina đi nữa? Có Alina, đẩy Alina đi một vòng. Đấy, đẩy Alina đi một vòng để cho nó tận hưởng những cái ngày mùa hè ít ỏi. Vì mùa hè thì mình thì nói những việc rất chi là nhiều. Mùa hè thì mình vừa làm hàng. Làm hàng 8 tiếng hoặc là 12 tiếng. Hoặc là mình đi đi phù hồ, đi sửa nhà với cùng với anh kia. Hoặc là mình tự mình nhận mình làm. Mình đi làm vườn. Làm vườn thì làm cỏ, đi làm cây, tỉa cây, chặt cây. Rất chi là nhiều. Rất chi là nhiều job. Mùa hè nói nhưng là không có sức mà làm thôi. Và cuối mùa hè thì mình có, vì đầu mùa hè thì mình có tham gia mấy trận, có mấy cái chỗ đá banh á, có mấy chỗ đá banh thì những cộng đồng người Việt ở Canada, cái khu mình người Việt rất là nhiều, cũng có tổ chức mấy cái giải bóng đá ở đi đá bóng mà đi máy bay, đi cả mấy ngàn, đi máy bay đi gần cả ngàn cây số. Nên là mình cũng từ chối. Nhưng mà 2-3 tuần nay thì mình rảnh á, mình bớt việc lại. Nên là mình còn đánh đắc trong hãng thôi. Với là cuối tuần nữa là mình đi đá banh. Một tuần thì mình đi đá banh 2 lần. Đây là những ngày cuối mùa hè rồi. Và bây giờ là hai cha con đi tận hưởng những ngày mùa hè cuối tuần. Ok, bây giờ là mình sẽ đi, mình và Alina đi nghe mọi người cùng đi với hai cha con mình nha. Một lần đưa đi là Alina là rất là thích chiếc xe này, rất là tiền. Mà bữa nay hai đứa nên là có một chiếc kia nữa, có chiếc kia là mình đẩy một lần là đẩy được hai đứa luôn. Chiếc xe kia là mình đẩy một phát là đưa một đứa ngồi trước, một đứa ngồi trên, rất là tiền. Những ngày là ngày tháng 9 rồi, tuần thứ hai của tháng 9. Nên là cây cối là bắt đầu cũng có nhiều cây nó bắt đầu chuyển màu. Chuyển màu sắc. Tháng 9 ở Canada thì bắt đầu là nó bắt đầu xe lần rồi, nhiệt độ ban chiều xuống còn cũng 15 16 độ. Cao điểm nó ngày thì tầm gần cũng 22-23 độ thôi. Những cỏ thì vẫn lên, cây vẫn lên, những lá thì lá cây, cây có những cây đằng xa kia là nó bắt đầu chuyển màu rồi, chuyển qua mùa thu rồi. Na thì chủ yếu là đi thế này á, đi vòng là ưa lắm, để nhằng nhằng như là về ăn cơm cho nó ngon á, thích lắm, ưa đi lắm, đẩy vòng. Còn xe thì đẩy nhiều, xe mình thì có hai xe của baby mà đẩy hai đứa nên là dồn một xe hai. Đấy. chiều thì rất là nhiều người họ đi bộ, vì cái thành phố mình là thành phố nhỏ mà rất là yên bình. Mà đặc biệt là hôm nay là
về mùa hè 9 giờ 9 rưỡi mặt trời mới lặn. Buổi tối là 9 giờ hơn 9 rưỡi nữa, thậm chí hơn 9 rưỡi 10 giờ kém á, mặt trời nó như mới là tắt nắng á. Bây giờ là hơn 6 giờ rồi. Cái này mình ra khỏi nhà là 6 giờ 10 mình mới ra khỏi nhà mà. Cái cây bắt đầu nó chuyển màu đó. Ngày cuối mùa hè tận hưởng mùa hè ngắn ngủi. Mùa đông thì vẫn đi dạo bình thường. Mùa đông thì vẫn đi nhưng đi ít lại. Có những cỡ khoảng tuần 10 ngày đi lần. Còn mùa hè thì đi thường xuyên hơn, ngày nào cũng đi. Alina mặc áo những cái áo gió vậy á, áo phông mặc cái na này vừa lắm, na là chỉ cái nhìn biết chứ nghe nó đẩy xe đi vào một vòng là nó ưa lắm đó. Tháng 9 Canada này cây cối là bắt đầu là nó chuyển màu này đó, tháng 9 Canada bắt đầu là cuối mùa hè. À, đầy bộ Alida đi này, mình có thấy là những cuối tuần đó người ta free á, người ta tặng mấy cái bàn này người ta để ngoài trước nhà người ta vậy, rồi ai cần thì lấy, có những nhiều vật dụng lắm. Cái này mình tí đằng kia mình quên, mình đằng kia có một cái thùng đồ điện tử, mấy cái jack của tivi và cáp đấy, nói chung là nó rất là nhiều, người ta để người ta thậm chí người ta in ra người ta ghi chữ free vậy đấy, một cái nét văn hóa rất là đẹp, nhiều lắm. Nói chung là nó người ta muốn để cái gì là người ta để, người ta ghi bằng chữ, thậm chí vợ mình vậy, cái chị ghi cái gì cũng là có chữ free để người ta ở, khỏi hỏi, vì người ta mong ghi đầy để vậy người ta cũng không lấy, người ta không biết là có nhà có để phơi hoặc là gì đó không, vì thế người ta để rất là nhiều đồ free. Đấy, cuối tuần mà này những anh mà xiên đi một vòng quanh xóm là nói chung cuối tuần là nói chung là rất là nhiều đồ. Do mình đợt này mình có thêm baby á, có thêm một bé nữa, một cu nữa, nên là đi làm rồi là tối về rồi cho đứa này ngủ rồi cho đứa kia ngủ, nên không có thời gian để mà quay video. Nói nhưng nhiều lúc mình cũng có nhiều quái lắm, nhưng cũng nói chung là không có thời gian để mà edit một cái video đó cho nó hoàn thiện. Còn mình quay nó nhưng là quay cho na đi chơi, rồi đi câu cá, rồi là đi ăn, đi uống, đi chơi, rồi là đi làm, có nhiều chỗ làm, nhiều cái chỗ như làm vườn, cắt cây, rồi là làm nhà, sửa nhà, nên là không có thời gian để mà quay video. Nói chung làm nhanh gọn gọn về là một, với thứ hai là buổi tối về ngủ, rồi buổi sáng là còn phải dậy mà đi làm nữa. 5:30 là phải dậy rồi. Dậy xong cái là chạy một vật. Đến 6 giờ vô làm đó. Từ nhà có hàng 4 phút, 5 phút thôi. Đấy. Mình đi một vòng tầm khoảng 20 phút là về nhà. À đi bộ đó, đẩy na đi thì tầm 20 phút. 20 phút thì mình chỉ làm một cái video tầm gỡ khoảng 8 đến 9 phút thôi. Mình chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày. Cái cuộc sống hàng ngày mà mùa hè đó. Ở Canada thì mình thì nói chung là ở bên này thì việc rất là nhiều. Mùa hè thì việc đầy, không có sức mà làm. Và vấn đề là có chịu làm hay không nữa. Còn mùa thu thì bắt đầu đến rồi, nên là cũng ít việc lại. Và mùa đông thì nó càng ít hơn nữa, là ít ở đây là ít việc ngoài trời á. Còn
trong nhà thì vẫn là mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Puppy nè, puppy puppy. Nga là ưa đi lắm nó, nhưng ưa đi một vòng ưa đi đâu công viên đâu. Chỉ là Na là vẫn chỉ là công viên. Bữa nay có hai đứa rồi, có hai đứa con nên là mình cũng là ít ra video hơn. Mình cũng là lúc nào rảnh là một vẫn là có cái có gì đặc sắc vì cuộc sống ở Canada mà. Cuộc sống ở bên này thì nó vậy, là mùa này thì vẫn là còn việc. Mùa đông thì là việc mình việc thì mọi việc thì nói về diễn ra trong nhà thì nó vẫn là diễn ra bình thường à. Và đợt này mình đang tập luyện để là đá một cái giải bóng đá của mười mấy đội nên mình là siêng đi thể dục. Rảnh thì tập luyện, không thì đẩy Na đi mấy vòng. Mà chớ là Na nó không thích đi, thích đi thể dục lắm. Mùa này thì táo vừa lên nó mọc dọc đường á, rất chi là nhiều. Khu này người ta còn ít hái lắm. Mình vừa đi rồi vừa đẩy Na đi nữa. Lâu lắm rồi mình mới là quay lại video đó. Vì thực tế là không có thời gian, là hai đứa rồi nên là ngày đi làm và tối về tranh thủ ngủ ấy. Ngủ xong rồi đi làm nên không có thời gian để mà quay edit video. Thỉnh thoảng đó, nhưng là cũng có nhiều cái như mình bỏ lên một cái cân của Alina, cân của Alina rồi mình bỏ lên cân của Alina cho Alina coi vậy á. Thì quay là cái quá khứ của Na, một cái những quay là hồi nhỏ á, Na thích xem lắm. Rồi bây giờ là mình xin chào mọi người nha, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào dịp khác.